Trong mâm cơm của người Việt có ba món rất quan trọng, đó là món rau, món canh và món mặn. Ngày nay, đời sống đã lên cao, số lượng các món trong một bữa ăn ngày càng nhiều và đa dạng, nhưng nó vẫn xoay quanh những món này. Món kho là một món mặn phổ biến và rất đưa cơm. Đặc biệt trong những ngày lạnh, món ăn này lại càng trở nên phù hợp. Bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể sử dụng để làm món kho như thịt kho, cá kho, tôm kho, trứng kho. So với những món ăn khác như món luộc, món xào, món hấp, thì món kho phức tạp hơn. Do đó không phải chị em nội trợ nào cũng biết những bí quyết để có thể nấu được những món kho ngon và bổ dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, món kho là món ăn gần như không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình Việt Nam. Trong những ngày mưa lạnh như thế này thì món kho càng trở nên phù hợp. Mỗi chị em nội trợ thì thường có những cái bí quyết riêng cho mình để tạo ra những món kho ngon và có những cái loại nguyên liệu đặc trưng. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với đầu bếp anh Đức chia sẻ những kinh nghiệm để làm ra một món kho ngon đúng điệu. Chào anh ạ, món kho thì có gì khác so với những món ăn khác ạ? Món kho thì khác với nhiều món là nó cầu kỳ hơn và cần nhiều nguyên liệu phức tạp hơn. Những nguyên liệu thường có trong các món kho không thể thiếu được là vị hạt tiêu, se se cay của hạt tiêu và vị gừng và vị ớt để tạo ra một món kho có mùi thơm, hấp dẫn. Các nguyên liệu để làm lên một món kho ngon, thơm, hấp dẫn người ăn thì thường là những nguyên liệu tươi sống và những gia vị đặc trưng của nhà hàng thì thường có là có ba dọi luôn tạo vị ngậy cho những món kho. Ngoài những nguyên liệu thường có ở trong món kho thì ta sẽ cho thêm những gia vị như là xì dầu, nước hàng và một số gia vị đặc trưng riêng. Lửa kho thì chúng ta để lom dom lửa khoảng 15-20 phút khi hồ kho đã ngấm với đều với gia vị và thịt dọi, đã tạo lên một món ăn rất là ngon. Chúng ta đang sống trong những ngày xuân, thời tiết se lạnh, lại lất phất mưa. Do đó, sử dụng món kho làm món mặn trong mâm cơm sẽ giúp mọi người cảm thấy ấm áp, dễ ăn và đưa cơm hơn. Dù là món kho, món luộc hay bất cứ món ăn nào, muốn ngon phải bắt buộc lựa chọn những loại nguyên liệu tươi, ngon, sau đó mới đến cách chế biến. Muốn có món kho ngon, chị em nội trợ phải lưu ý, luôn sử dụng một nồi đế dày để kho. Việc kho thực phẩm trong một nồi đế dày đồng nghĩa với việc tốn nhiều thời gian hơn để nấu. Nó cũng sẽ giúp cho thịt có nhiều thời gian hơn để nhừ. Nếu chúng ta sử dụng một nồi đế mỏng, thực phẩm chưa kịp nhừ, nước kho thịt đã bị bay hơi hết, dẫn đến món kho không đảm bảo độ mềm, nhừ như mong đợi. Nồi kho có thể là nồi gang dày, nồi sành, nồi inox, hoặc người Việt ta thường dùng nồi áp suất hay niêu đất đế dày để kho cũng rất ngon. Nguyên tắc tiếp theo là thực phẩm để kho nên cắt miếng to bản. Có một điều tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất đúng, đó là muốn kho thịt hay cá kho nhanh nhừ thì nên cắt miếng to bản và dày. Miếng thịt cá kho dày và to sẽ nhanh nhừ hơn, đồng thời không lo bị nát khi kho trong một thời gian dài. Sau khi đã cắt thực phẩm thì chúng ta nên rán qua trước khi kho, nếu là cá, lươn, để tạo độ giòn, tránh nát miếng cá và để khử bớt mùi tanh.
Còn nếu là kho thịt bò hay thịt lợn thì ta nên ướp gia vị trước ít nhất là 15 phút cho ngấm. Ướp sẽ giúp thực phẩm được thấm đều gia vị. Trong thời gian kho sẽ không phải canh chừng việc nêm nếm. Sau khi đã sơ chế xong, ta cho thực phẩm vào nồi, thêm gia vị và đổ nước để kho. Về lượng nước để kho, không nên cho quá nhiều nước. Lượng dùng để kho chỉ cần xâm xấp phần thịt là được. Trong quá trình kho, nước từ thịt hoặc rau củ sẽ tiết thêm ra. Nếu cho quá nhiều nước, sẽ khiến thời gian kho nhiều hơn và thực phẩm sẽ bị nát. Trong quá trình kho, không nên mở vung nồi quá nhiều. Việc mở vung nồi quá nhiều sẽ làm mất nhiệt của nồi đang kho. Chỉ mở vung khi chúng ta muốn kho nhanh cạn nước. Thông thường thì món kho sẽ phải đi với rất nhiều loại gia vị và những loại gia vị đó thường là những gia vị đặc trưng của từng loại nguyên liệu cụ thể. Ví dụ kho cá, lươn thì không thể thiếu vài lát gừng và ớt để tạo vị cay và thơm. Đặc biệt những loại gia vị này sẽ giúp khử được mùi tanh. Ngoài ra, khi kho cá, kho tôm hay kho trứng, chúng ta nên kho kèm với thịt ba chỉ thay vì kho với dầu ăn. Vì khi kèm với thịt, ăn sẽ có vị ngậy của món kho. Thịt kho cùng khi thành thành phẩm, ăn cũng sẽ rất ngon. Các loại rau hay nguyên liệu đi kèm thường đặt ở dưới đáy nồi, giúp thực phẩm chính đem kho, thấm đều gia vị, như kho thịt với dừa, kho với khế hay dưa chua. Bắt đầu kho nên để to lửa, khi nước sôi thì điều chỉnh lửa nhỏ lại để thực phẩm chín từ từ và có độ nhừ. Chúng ta nên dùng nước hàng để món kho có màu vàng cánh gián và đẹp mắt. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều, kẻo món ăn lại giống như bị cháy. Món kho thuộc top những món ăn có sức đưa cầm nhất và người biết chế biến món kho chính là nghệ sĩ của phòng bếp. Do bận rộn với công việc và con cái, lại chuyện dọn dẹp nhà cửa với bếp núc, nên nhiều chị em nội trợ có rất ít thời gian để chế biến nhiều món ăn cho gia đình. Món kho là sự lựa chọn lý tưởng vì món kho có thể dùng để ăn trong 2 đến 3 bữa mà vẫn rất ngon. Món kho ngon là món kho ngấm gia vị, nhừ và có màu vàng đẹp mắt. Mỗi chị em nội trợ thường có một bí quyết nấu món kho khác nhau. Nếu tuân thủ đúng các nguyên tắc kể trên thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một món kho ngon và bổ dưỡng để chăm sóc các thành viên trong gia đình. Nói đến món kho tưởng chừng như đơn điệu, nhưng chúng ta có thể biến tấu để thay đổi nguyên liệu, làm ra rất nhiều món kho khác nhau, đổi bữa cho mọi người, như luân phiên giữa cá kho, tôm kho thịt, lươn kho xứ Nghệ, cá chạch kho, cá bống kho, vân vân. Món kho sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta ăn kèm với cơm, canh nóng và một chút cà ghém muối sổi. Một mâm cơm mang đậm hương vị dân dã nhưng cũng đủ khiến những người thưởng thức nao lòng. Nói đến món kho, có nhiều nơi người dân đã mẩy mò để các món ăn này đạt tầm nghệ thuật ẩm thực. Làng Vũ Đại Lý Nhân Hà Nam nổi tiếng với đặc sản cá kho nhân hậu nổi tiếng.
Vũ Đại là quê hương của những tác phẩm văn học bất hủ của nhà văn nổi tiếng Nam Cao và là vùng đất của những món đặc sản mang đậm chất dân gian, trong đó có các món kho. Đặc biệt là món cá kho cổ truyền đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách mỗi khi đặt chân đến đây. Cá kho ở đây đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Nhờ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cá kho Nhân Hậu lại được đem đi làm quà biếu trong và ngoài nước, tạo cảm giác lạ và ngon trong mâm cơm Tết và đem đến cảm giác gần gũi, thân thương của quê nhà trong tâm hồn mỗi người dân Việt. Tuy nhiên ngày nay, do thời gian dành cho việc nội trợ ít, chị em nội trợ thường có xu hướng tìm đến các loại gia vị chế biến sẵn. Gia vị chế biến sẵn đã giải thoát các bà nội trợ, khiến họ đỡ phải nhớ các công thức nấu ăn quá rườm rà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu lạm dụng chúng thì sẽ gây nguy hiểm. Phần lớn hiện nay người ta dùng các gia vị, dùng các phụ gia. Đấy, thì có những chỗ là gia vị hoàn toàn cho phép trong quy định của Bộ Y tế. Thế nhưng ai khẳng định được là người ta dùng có đúng liều lượng hay không? Đấy. Cái thứ hai là tuy có cho phép nhưng người ta khuyến cáo có những cái cho những đối tượng không nên dùng. Đấy, ví dụ như có những cái nó gây ra dị ứng. Đấy, tuy không với 100% người dùng nhưng chỉ với độ 0,1-0,2% nhưng cũng là vấn đề nguy cơ sức khỏe. Mà đã nói đến phẩm màu tổng hợp là không tốt. Sử dụng gia vị chế biến sẵn gần như trở thành một trào lưu không chỉ của chị em nội trợ mà còn thấy rất nhiều ở các cửa hàng, quán ăn, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, thị trường gia vị chế biến sẵn ngày càng đa dạng và phong phú. Từ gia vị thịt kho tàu, gia vị bò kho, cá kho đến gia vị lẩu, gia vị nấu phở hay gia vị bột tỏi, bột nghệ, bột gừng. Hầu hết mọi người chỉ thấy được hương vị của nó tạo cho các món ăn rất giống các gia vị từ tự nhiên, chứ ít ai quan tâm đến chất lượng và độ an toàn của những loại gia vị tiện dụng này. Khi gia vị chế biến sẵn xuất hiện, các bà nội trợ không còn cần phải ra chợ làm tôm, làm cá, loay hoay trộn gia vị làm sao cho vừa và để hoàn chỉnh món ăn. Các chị em vừa tiết kiệm được thời gian trong bếp, vừa thỏa thích chế biến các món ăn và yên tâm vì sản phẩm đã được kiểm định. Các loại gia vị chế biến sẵn càng có đất để mở rộng. Trong đó có không ít những loại gia vị Trung Quốc không rõ nguồn gốc nếu lạm dụng có thể dẫn đến lợi bất cập hại. Nấu ăn ngon luôn là cách hiệu quả nhất để người phụ nữ giữ lửa và mang lại hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Chị em nội trợ nên tìm hiểu để có bí quyết chế biến những món kho ngon, bổ dưỡng mà không cần phải có sự hỗ trợ của những loại gia vị chế biến sẵn.